Kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, không khí lạnh tràn về mang theo mưa và nền nhiệt giảm xuống. Từ đêm nay khi mà khối không khí lạnh dồn sâu xuống phía Nam thì mưa sẽ giảm nhanh. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm dao động ở ngưỡng là từ 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi thấp hơn. Trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Sang ngày mai 25 tháng 2, Bắc Bộ sẽ nằm trọn trong khối không khí lạnh khô nên thời tiết trở nên khô ráo, nhiệt độ tiếp tục giảm thêm. Thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến là từ 13 đến 16 độ, khu vực vùng núi là từ 10 tới 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Sang ngày 26-27 tháng 2, toàn miền đều ít mưa, trưa chiều trời có nắng với nền nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ vào ban ngày, trời rét vào đêm và sáng. Đối với Trung Bộ, tác động của không khí lạnh kết hợp thêm với điều kiện địa hình, nên từ đêm nay, ở khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Khánh Hòa sẽ có mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa là từ 10 đến 20mm, có nơi trên 30mm. Từ ngày 25 tháng 2, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, với lượng mưa là từ 15 đến 30mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 50mm. Dự báo mưa sẽ còn kéo dài tới ngày 28 tháng 2. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới thời tiết phổ biến ít mưa, ban ngày trời nắng. Mưa dông chỉ xuất hiện cục bộ vào chiều tối với lượng mưa nhỏ nên cũng không có ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên phổ biến ở ngưỡng là 26 đến 29 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Tại khu vực Nam Bộ, nhiệt độ là 30 đến 33 độ, một số nơi tại miền Đông Nam Bộ có thể ở ngưỡng cao hơn. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên mức cấp 6, sau có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 1,5 đến 3 mét, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh dần lên mức cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Sóng biển cao từ 3 đến 6 mét, biển động mạnh. Trời có mưa dông nên tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km trong mưa. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.